Hey, xin chào các bạn. Như các bạn biết thì Laravel nó vừa ra phiên bản 7 cách đây mấy ngày. Và mình cũng có xem qua những cái update cho phiên bản lần này. Thì thực sự là mình thấy nó không có quá nhiều cái mới. Nó có một vài cái mình thấy là khá là hữu ích. Như là cái HTTP Client Request hay là cái Router Model nó có cập nhật thêm. Và cái mà mình thấy ấn tượng nhất và mình tâm đắc nhất đó chính là cái component. Như các bạn biết là cái khái niệm component thì nó có ở hầu hết tất cả các JS framework hiện nay, và Laravel nó cũng đã đưa cái khái niệm này vào trong framework của mình trong phiên bản 7 này, và mình cũng đã thử nó ở trên máy của mình để xem những cái hay ho liên quan đến thằng component này, thì mình thấy thực sự là nó khá là hữu ích. Chính vì vậy ở video này mình sẽ làm một cái demo để chia sẻ cho các bạn lại những cái mà mình trải nghiệm. Thì nội dung chính ở video này mà mình sẽ chia sẻ nó cũng không có quá nhiều cái to tát. Cái đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cái cách để chúng ta có thể tạo ra một cái component ở trong Laravel và sử dụng nó như thế nào. Cái điểm thứ hai trong video này đó là mình sẽ chia sẻ về cái cơ chế quản lý data trong component của thằng Laravel nó đang xử lý như thế nào. Cách để chúng ta có thể truyền dữ liệu từ bên ngoài vào bên trong component, và cách để chúng ta có thể truyền ngược lại dữ liệu từ bên trong component ra ngoài view nó như thế nào. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Và một vài cái nhỏ nhỏ liên quan đến component, ví dụ như là khi mà sử dụng lại component thì làm thế nào để chúng ta có thể custom lại cái view theo cái bài toán cụ thể của mình mà nó không ảnh hưởng đến những chỗ khác đang sử dụng cái component đó, thì ở video này mình sẽ làm rõ điều này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video ngày hôm nay. Thì ở đây mình đã chuẩn bị cái source code của Laravel 7 rồi, các bạn hãy cài nó ở trên máy của mình. Về cài đặt thì nó không có gì là khác biệt cả, nó giống như những phiên bản cũ thôi, thì các bạn hãy cài nó ở trên máy của mình. Ở đây mình đã start server lên rồi và mình đang chạy nó với cái port là 8000. Mình sẽ chạy nó lên đã. Ok, cái giao diện của nó thì mình, cái giao diện welcome này thì mình có custom lại một chút đó để cho nó đơn giản đi. Mình xóa bỏ cái menu đây rồi đó. Thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cái component ở trong Laravel? Thì trong Laravel nó hỗ trợ chúng ta tạo ra một cái component thông qua cái lệnh artisan là php artisan make component như thế này. Make component đó, và tên component ví dụ ở đây tôi để là sidebar đó. Sau khi tôi chạy thế này thì nó sẽ generate ra cho chúng ta một cái component khá là nhanh. Đây, các bạn nhìn thấy là sau khi tôi chạy xong thì tôi sẽ nhìn thấy ở trong thư mục app này có một cái thư mục là view, và đồng thời ở trong thư mục view có một thư mục là component. Đây, đó, và tên của nó, tên cái file view component này thì tên nó giống với cái tên mà chúng ta đặt ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy như vậy, và nó sẽ là chữ thường hết. Còn ở trên phần view này chúng ta cũng có thư mục component, và ở đây chúng ta có một cái class là sidebar như thế này. Đó, tên thì nó giống với tên mà chúng ta tạo ở đây. Đó, thì hai cái file này nó có ý nghĩa như thế nào? Thế đối với cái thư mục component ở trong thư mục app view này thì đây chính là cái phần để nó quản lý dữ liệu, quản lý và xử lý dữ liệu của cái component sidebar này. Còn cái thư mục component ở trong resource view, và trong đây cái file view của nó là sidebar, thì cái phần này chính là cái phần nội dung hiển thị mà người dùng sẽ nhìn thấy, chính là cái phần UI của component. Ok, lúc này chúng ta sẽ quay trở lại cái phần này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng một component sau khi tạo xong? Thì các bạn sẽ quay trở lại cái phần resource view này. Tôi sẽ thêm một cái thẻ H3 ở đây để chúng ta đánh ghi với nội dung ở đây là sidebar component. Đó. Thì cách để chúng ta có thể sử dụng cái component ở trong Laravel thì nó sẽ sử dụng qua một cái thẻ HTML5 do chính chúng ta định nghĩa, và Laravel nó quy định cách đặt tên là X, bắt đầu với từ khóa là X, và tên component chính là sidebar như thế này, viết thường hết.
Đó, bây giờ chúng ta chạy nó lên. Đó, thì các bạn thấy là sau khi chúng ta khai báo cái thẻ X-Sai3 này thì lập tức nó sẽ load cái view này lên. Nó sẽ load cái phần view của component Sai3 lên trên như thế này. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ nhìn thấy cái nội dung này. Bây giờ tôi giả sử tôi muốn truyền một cái dữ liệu từ bên ngoài vào trong component này, thì chúng ta có hai cách truyền. Một là dữ liệu cố định như thế này. Giả sử tôi truyền một cái name, thì tôi khai báo là tôi để là title này. Title ở đây tôi để là ví dụ như học lập trình Laravel 7. Đó, tôi để là học Laravel 7 như thế này. Ok, thì làm sao để chúng ta lấy được cái giá trị này ở trong phần component view này? Đó, thì chúng ta chỉ cần echo nó ra như thế này, title. Đó, nhưng nếu các bạn chỉ echo như thế này thì chắc chắn chương trình của chúng ta sẽ bị lỗi như thế này. À, nó sẽ không hiểu cái biến title này đâu. Mặc dù là ở đây chúng ta khai báo một cái thuộc tính title cho cái thẻ X-Sai3 này rồi. Đó, thì để component view này nó hiểu được cái biến title này thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phần app component này, và chúng ta sẽ khai báo một cái biến ở đây, public. Tôi khai báo một cái thuộc tính title ở đây như thế này. Đó, và tôi chạy lên này, thì các bạn thấy là lúc này nó đã chạy lên rồi, nhưng các bạn lại không nhận được cái giá trị mà chúng ta truyền ở bên ngoài welcome vào. Đó, thì làm thế nào để nó hiểu được? Thì ở trong app component Sai3 này, chúng ta sẽ truyền thông qua contract. Tôi tạo một cái biến title, và đây tôi sẽ truyền vào với cái chuyện giá trị zip cho đến title bằng cái title này. Đó, thì các bạn thấy là lúc này chúng ta đã nhận được cái biến, nó được truyền từ view, từ cái thẻ component này thông qua cái thuộc tính title. Thì các bạn thấy là ở trong này chúng ta phải truyền cái giá trị truyền vào thông qua cái contract này. Đó, thì nó sẽ hiểu được. Tôi chạy lên như thế này. Đó, và tôi giả sử ở đây nếu tôi bỏ đi như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không nhận được cái giá trị Laravel, học Laravel 7 kia. Đây, nếu tôi truyền vào như thế này thì nó sẽ hiểu. Ok, thế đây là cách để chúng ta có thể truyền một cái giá trị static, giá trị cố định vào trong component. Vậy thì tôi muốn truyền một cái giá trị là giá trị động, một cái giá trị mà chúng ta có thể xử lý trước đó, sau đó chúng ta mới truyền vào. Ví dụ tôi để vào một cái giá trị là email. Đó, thì tôi sẽ truyền như thế này, một cái biến email. Đó, thay vì truyền một cái giá trị cố định thì tôi truyền vào một biến. Và cái biến này các bạn có thể lấy dữ liệu của nó từ controller hoặc là từ đâu đó. Sau khi xử lý một loạt các logic của các bạn thì các bạn ra được cái giá trị này. Đó, giả sử như vậy. Sau đó các bạn truyền nó vào email.com. Tôi giả sử tôi truyền vào một cái biến email như thế này. Đó, thì lúc này ở bên trong này chúng ta cũng làm công việc tương tự. Chúng ta sẽ có một cái biến là email, và tôi sẽ gán cái thuộc tính email trong này. Tôi sẽ định nghĩa một cái thuộc tính email, public email. Sau đó tôi sẽ chuyển nó vào như thế này, zip trở đến email bằng email. Đó, thì ở bên ngoài này tôi cũng sẽ lấy ra được cái email trong phần component này. Tôi chỉ cần định nghĩa nó, tôi để nó nằm trong thẻ P đi. Đó, và tôi khai báo cái biến, tôi echo cái biến email ở đây. Đó, lúc này tôi chạy lên thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta đã lấy được cái biến email từ bên ngoài này. Đó, và mỗi khi cái giá trị này thay đổi thì nó chỉ là biến thôi mà, nó cũng khá đơn giản, thì cái này nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó, ok, thì đây là cách để chúng ta có thể truyền dữ liệu từ bên ngoài vào trong component. Đó, ok, tiếp theo là làm thế nào để chúng ta có thể lấy dữ liệu từ bên trong này ra. Thì các bạn thấy là chúng ta cũng đang lấy dữ liệu thông qua thuộc tính rồi. Tôi giả sử tôi định nghĩa một cái phương thức public function user có s,
Thì ở đây tôi trả về một danh sách user như thế này. Thì Nguyễn Văn A này. Đó, tôi có một danh sách các user. Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C và Nguyễn Văn D như thế này. Đó, làm sao để tôi có thể lấy được danh sách các user trong cái function user này, method user này? Thì ở bên ngoài view của component này tôi làm như sau. Tôi sẽ for x biến user như thế này. S user. Đó. And for x. Thì ở bên ngoài này tôi sẽ lấy ra được các user như thế này. Đây, mỗi lần tôi lấy ra được một user. Đó, chúng ta chạy lên. Đó, các bạn thấy là tôi đã lấy ra được danh sách các user ở đây như thế này. Đó, khá là dễ hiểu. Có nghĩa là khi chúng ta định nghĩa một cái method public ở trong cái phần app component này, app sidebar component, thì chúng ta sẽ lấy được cái danh sách này thông qua một cái tên biến ở bên ngoài view component sidebar như thế này. Thì lúc này cái biến user này nó sẽ mapping với cái method user ở trong này và chúng ta sẽ lấy ra được cái list này. Đó, tôi giả sử là nếu cái method user này có tham số truyền vào như thế này thì chúng ta sẽ lấy ra kiểu gì? Bây giờ tôi chạy lên đây. Các bạn thấy là lúc này cái danh sách này của chúng ta sẽ trống trơn, không có gì cả. Đó, và chúng ta sẽ chỉ thay đổi một cách sử dụng như thế này, chuyển nó thành như thế này. Ví dụ tôi để là Nguyễn Văn E. Văn E. Thế lúc này cái biến user này chúng ta sẽ sử dụng nó dưới dạng method và có tham số truyền vào như thế này. Thì ở trong này tôi sẽ nhận được cái user mà người được truyền vào như thế này. Và tôi chạy nó lên. Thì các bạn sẽ thấy là tôi được cái Nguyễn Văn E mà người dùng truyền vào ở đây, mà chúng ta truyền vào ở đây. Đó. Và nó sẽ giữ lại tất cả những cái dữ liệu đang có của cái method user này. Ok. Thế đây là cách để chúng ta có thể lấy dữ liệu từ một method ở bên trong component ra bên ngoài view như thế này. Đó. Tiếp theo tôi sẽ nói đến phần thuộc tính của cái thẻ component. Thì các bạn thấy đây là cái thẻ X-Sidebar. Đó, và cái thẻ này nó giống như là thẻ HTML thông thường thôi, HTML 5 thông thường. Thì ở đây chúng ta cũng hoàn toàn có thể định nghĩa class. Thì giả sử là user list. Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa ID. Ví dụ như là user. Đó, user ID. Tôi giả sử như vậy. Đó, thế lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái X-Sidebar ở đây, không biết là nó hiểu không. Nó đang không hiểu. Nó không hiểu cái thẻ X-Sidebar kia. Đó, thì chúng ta sẽ chưa quan tâm, vì cái X-Sidebar kia nó render thành toàn bộ các thẻ ở bên trong cái phần Sidebar này rồi. Chúng ta tạm thời chưa quan tâm vội. Nhưng làm thế nào để tôi lấy được cái những cái thuộc tính như class hay là ID của cái thẻ X-Sidebar này vào bên trong component này? Thì tôi chỉ cần làm đơn giản như thế này. Tôi chỉ cần in ra cái giá trị là attribute như thế này. Attribute như thế này. Lập tức tôi sẽ lấy ra được cái nội dung là một cái string. Đây, với class và ID như thế này. Đó. Và lúc này tôi hoàn toàn có thể sử dụng cái string này và tôi assign nó cho một cái thẻ bất kỳ theo cái bài toán mà các bạn đang mong muốn. Ví dụ đây là thẻ div, thì lập tức tôi sẽ định nghĩa được cái class và ID cho cái thẻ div trong component này với cái class ID giống như chúng ta truyền từ bên ngoài cái thẻ X-Sidebar kia. Đây, các bạn có thể nhìn thấy chúng ta hoàn toàn có thể lấy được như thế này. Đó, rất đơn giản. Và các bạn hoàn toàn có thể tạo một cái class name mới, đồng thời vẫn giữ nguyên được cái class name cũ mà chúng ta định nghĩa ở bên ngoài. Ở bên ngoài này. Đây. Đó. Thì chúng ta dùng nó như thế này. Khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần
Merge, sử dụng cái hàm merge và các bạn truyền vào cái class và cái class name mới của các bạn, ví dụ tôi để là list test class đi. Test class. Lúc này chúng ta chạy lên thì các bạn sẽ thấy là thẻ list này ngoài cái class user list thì chúng ta sẽ có cái test class mà chúng ta vừa thêm vào. Tương tự đối với trường hợp ID cũng tương tự như vậy, nhưng ID thì chỉ có một thôi, nên là chúng ta sẽ vẫn có thể assign hai cái ID nhưng tên sẽ khác nhau. Đó, các bạn có thể thử. Ok, thì đây là toàn bộ những cái mà mình chia sẻ cho các bạn về cái component ở trong Laravel. Đó, cách các bạn định nghĩa, cách sử dụng nó. Đấy, cách sử dụng nó, cách truyền giá trị từ bên ngoài vào, giá trị cố định và những giá trị động. Đó, cách sử dụng lại những cái thuộc tính, những cái attribute cho cái thẻ sidebar này, cho cái thẻ component này ở bên trong này như thế nào. Đó, thì ngoài ra trong component của Laravel nó có một cái concept nữa, đó là concept slot. Thì cái slot nó được dùng khi nào? Đó, cái slot nó sẽ dùng khi mà các bạn muốn sử dụng lại cái component đấy, nhưng các bạn muốn custom lại cái view của component đấy nhưng lại không ảnh hưởng đến những chỗ khác đang sử dụng component này. Đó, thì nói thì nó sẽ hơi khó hiểu một chút, mình sẽ có một cái demo như thế này để các bạn hiểu hơn về cái việc sử dụng slots. Đây, mình giả sử mình sẽ tạo ra một cái router khác đi, là demo slots. Đó, và mình có một cái file demo giao diện như thế này, mình sẽ load lên. Đây sẽ là demo và mình sẽ chạy cái URL của chúng ta sẽ là demo slots. Đó, tôi giả sử là tôi có một cái giao diện như thế này, có bốn phần như thế này, và chúng ta sẽ có một cái sidebar là menu đi. Tôi tạo ra một cái sidebar menu. Menu component. Đó, menu. Thì trong này của tôi sẽ là phần link menu. Đó, và trong này tôi sẽ có component menu như thế này. Đó, ok. Thì ở đây tôi sẽ, trong cái menu này thì tôi sẽ định nghĩa ra một cái LLI. Với mỗi cái LLI tôi sẽ có A, thẻ liên kết. Tôi để là menu item 1, menu item 2, menu item 3 cho đến một vài menu nữa. Đó, như thế này. Chúng ta sẽ đổi nó lên 4, 5, 6, 7, 8, 10 menu, 9, 10. Đây, đó. Bây giờ tôi muốn dùng cái component menu này cho phần top. Đó, thì tôi chỉ cần vào cái demo này, tôi sẽ gọi phần top này là tích cho đến menu như thế này, đóng lại. Đó, ok. Thì tôi được cái menu cho phần top như này, và tôi muốn là cái menu này nằm ngang, tại vì là cái này tôi đang CSS sẵn rồi, tôi muốn nó nằm ngang. Thì tại vì tôi đang CSS cho nó ở đây, cho menu nằm ngang, có cái class là x. Đây, nó là x menu. Thì tôi chỉ cần định nghĩa như thế này. Ở bên ngoài cái demo này, tôi sẽ truyền vào cái class là x menu này. Thì ở bên trong này, tôi sẽ truyền cái class thông qua cái attribute như thế này. Nếu trường hợp không có thì nó sẽ bằng nặng, nó sẽ không bị lỗi. Attribute như thế này. Đó, tôi chạy lên. Đó, thì nó sẽ nhận cái menu này. Nó sẽ nhận cái menu này là x menu. Đó, cái UL này có class là x menu thì nó sẽ nhận cái dạng menu nằm ngang như thế này. Đây, ở đây sẽ là 9.
Ok, thì các bạn thấy là cái điểm mạnh của Component đó là tính sử dụng lại đó, và tính tùy biến đó. Tôi muốn tạo ra một cái menu led từ cái component này thì tôi chỉ cần khai báo ở đây, các bạn chỉ cần vào cái phần demo này, các bạn chỉ cần khai báo cái x menu ở trong cái phần led đơn giản như thế này là các bạn có được cái menu led như thế này đó. Nhưng cái menu led này tôi muốn nó nằm theo hàng dọc thì tôi sẽ là e menu, chuyển e menu như thế này đó. Ok chưa? Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được cái menu ở bên phải nó như thế này thông qua việc kế thừa này. Đó, cũng là e-menu đó, theo chiều dọc. Và tôi muốn là cái nội dung menu này nó thay đổi theo từng menu đó. Ví dụ ở đây thì tôi sẽ tạo ra một cái biến menu cho từng phần. Tôi giả sử tôi sẽ tạo ra một cái method menu ở đây. Đây, tôi sẽ tạo ra một cái phần public function gender menu. Đó, tôi để là get menu như thế này. Thì cái này nó sẽ nhận vào của chúng ta là một cái mảng array menu như thế này. Nó là một mảng array đó, và ở đây tôi sẽ trả về nó một cái mảng này luôn, đơn giản như thế này. Ok, thì ở bên ngoài, ngoài phần view của component này, trong phần menu component, thì thay vì tôi đổ dữ liệu như thế này thì tôi sẽ for x mảng nó như thế này, for x cái get menu đó. Và ở đây tôi sẽ nhận vào một cái biến là menu ở bên ngoài s thôi được, đã làm method thì tôi để luôn. Đúng ra chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái property, một cái thuộc tính cho cái thằng này thì nó cảm giác nó ngắn gọn hơn. Thôi tôi sẽ tạo ra một cái thuộc tính để method làm gì cho nó phức tạp, thì có một biến menu ở đây public đó, nó ngắn gọn hơn và nó cảm giác nó có ý nghĩa hơn, nhìn nó có ý nghĩa hơn, tường minh hơn, đó, nó clear hơn. Thì ở đây tôi sẽ chuyển vào cái biến menu như thế này đó, thì tôi hoàn toàn dùng được cái menu ở bên ngoài trong phần này như thế này đó. Và mỗi lần tôi sẽ lấy ra một cái item menu như thế này, tôi in nó ra. Tôi chạy lên, trường hợp chưa có gì này, trường hợp chúng ta chưa chuyển gì vào, thì ở đây phần demo này tôi sẽ chuyển cái biến menu vào như thế này, menu đó, thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ như là led menu đi. Thì mỗi phần nó sẽ có những cái nội dung của menu khác nhau. Tôi để là left menu, ví dụ tôi để là một cái mảng như thế này, ví dụ như tôi để là laptop này, rồi tôi để là PC này, desktop, và tôi để là mobile này. Sau đó thì tôi sẽ để là ví dụ như là watch đây, tôi để ở đây, cuối cùng là printer đó, máy in, là sử như vậy. Và tôi truyền vào biến menu led như thế này, đây tôi demo thôi các bạn nhé, nên nó sẽ chưa thực sự là ngon đâu, vì chúng ta đang khai báo code ở ngoài view này, như này là sẽ không ngon lắm, nhưng mà không sao, đây là chúng ta demo không vấn đề gì cả đó. Tôi sẽ truyền vào như thế này. Và giả sử ở trên top này tôi cũng sẽ có một cái biến gọi là menu top
như thế này. Là tốt. Này nhìn, thì tôi có ví dụ như là home này, rồi lại intro about này, rồi là new này, product này, product hay là service, service hay là từ cùng contact, tôi giả sử như vậy. Đó, thì chúng ta cũng sẽ nhận vào được một cái biến menu như thế này. Đó, các bạn thấy là chúng ta chỉ đi định nghĩa cái phần UI một lần thôi, còn sau này dữ liệu nó sẽ đủ ra tự động. Đó là cái ưu điểm khi dùng component. Tôi chạy ra lên đó xem chúng ta có lỗi gì không. Quay như này là có lỗi rồi, nhưng để xem là chúng ta gặp lỗi gì. À, nó đang hiểu ở đây là cái biến menu này nó đang có vấn đề, có nghĩa là nó đang chưa nhận được cái biến menu này. Thì cái này là do chúng ta load server các thứ lên thôi. Chúng ta chạy nó lên. Đây, thì cái biến menu ở trong này của chúng ta là có add, thì các bạn cũng định nghĩa cho mình là có add nữa. Đây, đó, tại vì trong component này chúng ta đang khai báo nó là menu có add. Menu này, có add. Và bên ngoài này chúng ta cũng đang sử dụng nó là có add. Đó, chúng ta load lại lên. Ok, khá là chậm. À, đã có một cái lỗi cú pháp. Cái này là do chúng ta đang bị sai ở đâu đó. Chúng ta kiểm tra lại xem nào. Ở phần demo này, menu top này. Ok, tiếp theo ở đây chúng ta cũng sẽ có menu left. Đó, thì nó đang báo lỗi ở trong menu, chúng là trong này. Thì chúng ta đang có lỗi gì? For x. À, sai lầm cơ bản. Chúng ta quên for x ở đây. Ok, không sao. Chúng ta chạy nó lên. Đó, thì thông thường các bạn, khi các bạn gặp lỗi thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn là các bạn chạy nó quá nuột nà, nó không xảy ra lỗi gì mới là nguy hiểm. Đó, trong demo này chúng ta, nó đang báo là cái menu này nó đang chưa được. Left này, stop menu này. Đây. Đó, và ở đây tôi sẽ truyền cái biến menu của chúng ta vào đây cho phần right. Thì cái phần right này tôi cũng sẽ tạo ra một cái biến là right menu. Right menu thì tôi sẽ khai báo vào đây. Và trong đây tôi sẽ đối với phần right, tôi để ví dụ như là liên quan đến bài viết đi, ví dụ như là văn hóa này, chính trị này, chính trị này, thể thao này, thể thao này, rồi liên quan đến giáo dục này, giáo dục, sức khỏe này. Đó, tôi chạy lên đây. Đó, thì các bạn thấy là à, cái nội dung menu của chúng ta, mặc dù là chúng ta sử dụng component đấy đơn giản như này thôi, nhưng nó lại đáp ứng cho chúng ta với ba loại menu khác nhau như thế này. Các bạn sử dụng lại, các bạn chỉ việc sử dụng lại cái component menu này và chúng ta có được ba cái menu như thế này với dữ liệu tương ứng của ba thằng đó. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề là cái slot, làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng slot. Tôi giả sử là à, đối với cái menu này nó đang có nội dung như thế này, thì tôi có một bài toán là à, đối với trường hợp ở bên trái này tôi muốn có thêm một cái danh sách nho nhỏ ở đây nữa. Đó, tôi giả sử tôi có một cái all nó lợi là item 1, item 2, item 3, tôi giả sử như vậy. Item 4, 5 4 và item 5 như thế này. Đó, thì các bạn thấy là khi tôi thêm cái all này vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái chỗ mà đang sử dụng cái component menu đó. Các bạn nhìn thấy nó đều xuất hiện, nhưng cái bài toán của tôi là tôi chỉ muốn sử dụng cái list all này
ở trong phần bên trái này của trang, còn những phần này sẽ không ảnh hưởng gì. Thì chúng ta sẽ có nhiều cách. Một là chúng ta sẽ định nghĩa cái code mới này ở bên trong component này, và chúng ta sẽ truyền vào từ bên ngoài này một cái biến, ở trong phần X menu này. Chúng ta sẽ truyền vào một cái biến để check là đối với trường hợp này chúng ta có sử dụng cái phần này, cái phần giao diện OL này không. Đó, đấy là một cách. Tuy nhiên đây là cách, không phải là cách hay nhất. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất cái component này nó không nhất thiết là phải có cái OL này. Đó, và các bạn, nếu các bạn đặt cái code OL này ở trong component này thì các bạn lại phải phát sinh thêm một cái biến nữa để các bạn check. Và check đó, và cái việc check này nó luôn luôn xảy ra ở tất cả các component, ở các chỗ mà đang sử dụng component này. Đó, thì cái đó nó là hơi thừa, và nó sẽ về code của cái component menu này nó sẽ hơi thừa nữa, bởi vì tự nhiên chúng ta lại có một cái phần xử lý if else ở đây. Đó, thì nó sẽ không clear. Thì lúc này chúng ta sẽ nghĩ đến cái concept đó là slot. Đó, thay vì chúng ta vẫn sử dụng cái component này ở đây, thay vì chúng ta vẫn đưa cái danh sách này vào phần bên trái này, nhưng chúng ta sẽ không đưa trực tiếp cái code này, cái phần hiển thị thêm này vào trong component, mà chúng ta sẽ sử dụng slot để giải quyết cái bài toán này. Thì nó xử lý như sau. Thì nó sẽ tạo ra một cái biến xslot, một cái thẻ xslot như thế này. Đó, và nó sẽ tạo ra một cái name cho cái slot này. Ví dụ tôi đề là sub UI đi, sub UI như thế này. Đó, và bên ngoài này tôi sẽ chỉ thêm cái OLLI này cho phần bên trái này thôi. Đó, bây giờ tôi chạy lên thì các bạn thấy là mọi thứ vẫn đang giữ nguyên và phần bên trái vẫn chưa có gì. Thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái slot này? Thì chúng ta chỉ cần ở bên trong cái view component này, này chúng ta chỉ cần echo cái slot này ra như thế này. Đó, các bạn chạy lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhận được cái biến slot này, nhưng không phải chỗ nào cũng có slot. Đây, chỉ có phần bên trái này thôi. Nên ở bên trong này chúng ta chỉ cần làm một việc đơn giản là nếu có slot thì chúng ta in ra, còn nếu không có thì chúng ta sẽ không làm gì cả. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái phần xử lý của chúng ta nó ngắn gọn hơn rất là nhiều. Nhìn vào đây các bạn biết là chỗ này sẽ có một cái sub UI, và cái sub UI này nó sẽ được truyền từ bên ngoài, từ bên ngoài cái chỗ mà sẽ gọi component này. Nếu chỗ nào không truyền vào thì nó sẽ không vấn đề gì cả, nó sẽ là none, không có gì. Thì nhìn code nó sẽ clear hơn, và những cái UI mới này nó sẽ không ảnh hưởng, cái phần mới này này nó sẽ không ảnh hưởng đến những chỗ mà đang sử dụng cái component này rồi. Đó, ok, hy vọng ở video này các bạn nắm được và hiểu hơn được cái cách sử dụng cái component và một vài cái concept liên quan đến component ở trong Laravel. Các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.